Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng cùng các bạn nhiều giàu sức khỏe và có nhiều công trong việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục có một siêu phẩm đến từ Nhật Bản với thương hiệu là Isuzu WKR270 đời 2020. Niên hạn sử dụng 2045, siêu lướt xịn sò như này, 1 tấn 9, thùng dài 4m3, 1 tấn 995, thùng dài 4m330, chiều ngang là 1m750 và chiều cao là 1m9, phiên bản đường kính khối lượng toàn bộ là 49 tấn, khối lượng bên thân là 2,8 tấn, vô thành phố và những cái đường cấm cấm trên 2 tấn ở dưới Đồng Nai vậy nè, vô ra cái trời lực rất là xịn sò. Hộp số 5 số tiếng, một số lùi, máy lạnh mát rượi, ghế bọc nỉ rất sang trọng, cabin rất là đẹp, mọi thứ đều rất là ổn, được mua và chỉ việc chạy thôi. Xe rất là đẹp, từ thùng bọng cabin, máy móc, động cơ, nói chung là tất cả đều rất là ổn luôn. Với mức giá mình đang dự kiến chào bán cho anh em là 455 triệu, 455 triệu ra đi em. Isuzu đời 2020, 1 tấn 9, thùng dài 4m3, xịn sò như này. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe cho anh em lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ cái nhà vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. Siêu phẩm đến từ Nhật Bản Isuzu, thùng kính lớp ngoài nắp sàn sắt rất là dày và cứng cáp, có cửa hông hai phía sau dạng cửa container. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn luôn á nè. Đường kính mâm là 15 inch, nhỏ 7 inch nha anh em. Isuzu đời 2020 nha, là hùng hai lớp sàn sắt rất là dày, ở giữa có lớp khung xương và lớp mắt xốp rất là cứng cáp luôn đó. Nói chung là hùng rất là đẹp, rất là cứng, đời 2020 siêu lướt như thế này. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe chạy game mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đưa nó về phục vụ được cái nhà mà đã vận chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. 455 triệu sở hữu ngay em Isuzu 1 tấn 9, thùng 4m3 đời 2020 xịn sò như thế này. Cầu lớn này, gầm cao nè, bánh cũng rất là to, chạy cổng tải cũng rất là tuyệt vời, phun dầu điện tử rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy đường trường thì bao phê rồi nè. Cái dòng xe Isuzu này chạy đường trường thì bao phê rồi, rất là đã luôn đó. Động cơ Isuzu nha, với dung tích xi lanh của nó là 2,9 lít, công suất đạt 7 kW, đầy vòng tua của nó là bằng 2 máy dầu, phun dầu điện tử với phun máy lạnh đầy đủ. Nói chung là xe máy rất là to, chạy rất sướng, tiết kiệm nhiên liệu. Cảm ơn em quý hàng của mẹ đã theo dõi cái video có giá với mình. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình. Xin chào hẹn gặp lại.